câu chuyện âm nhạc, phần 39, ca khúc Phi Điều và Ve Sầu. Phi Điều và Ve Sầu trong bài hát này đề chỉ những người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Chúng ta như Phi Điều và Ve Sầu, hai sinh vật có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Sau mùa hạ, Phi Điều bay về phương Nam, còn Ve Sầu ở lại để chờ ngày lột xác, trưởng thành với một diện mạo xinh đẹp hơn. Thế nhưng lúc ấy Phi Điều đã đang ở một phương trời khác rồi, không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời của Ve Sầu. Trong bài hát có hai cụm từ tháng 13 và mùa thứ 5 chờ ngày gặp gỡ như đã hẹn, nhưng thực tế chỉ có 12 tháng và 4 mùa trong một năm, cho thấy một điều rằng Phi Điều và Ve Sầu mãi mãi chẳng bao giờ có thể ở bên nhau lần nữa.